đại nhờ một số trung nữ kỹ phẩm hòa tặng hấp dẫn tám sinh mọi từ điều như cảnh hội chợ hội chợ sẽ tổ chức diễn ra từ ngày 22 đến hết ngày 31/12 năm 2023. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý khách đến tham quan mua sắm và vui chơi giải trí tại hội chợ để phục vụ sinh kế cho ngày hội thêm long trọng. Đây là lần hội chợ được tổ chức lần cuối cùng lễ hội chào mừng 10 năm thành lập thị xã Cai Lậy của địa phương. Nhiều nội dung khác như hội thao, thi đường kinh, hội thi tiếng hát cải lương, thi người đẹp, biểu diễn văn nghệ, pháo hoa nghệ thuật, thả hoa đăng cùng với nhiều hoạt động khác sẽ đồng loạt diễn ra tại khu vực lễ hội này.